chào mừng mọi người đến với LNB Chino. Trong lúc mà cô làm video này và anh em đang xem video thì chúng ta sắp sửa sẽ được trải nghiệm phiên bản mới Tiêu Lữ Kỳ Duyên. Trong cái phiên bản này nó có những cái gì để cho chúng ta trải nghiệm? Chắc chắn sẽ có nhiều anh em thắc mắc và cũng sẽ có nhiều anh em nói với cô là: cô ơi, trong cái sự kiện, trong cái phiên bản mới này có cái gì không? Có gì để nạp cạc, có gì để tiêu kim long đồ này nọ không? Thì những cái phiên bản mới nó có rất là nhiều các gói nạp mới. Có thể cô nghĩ là chắc nó cũng sẽ reset x2 kim bảo á, để nó ra phiên bản mới. Hoặc là nó sẽ có những cái gói để cho chúng ta ăn event. Hoặc là có những gói nạp gì đó. Chúng ta có những cái gói tiêu kim long đồ này nọ. Khả năng sẽ có, tại vì anh em cũng biết chơi đến game này là bây giờ là cũng năm mấy rồi đúng không? Nên là những cái đó là chắc chắn sẽ có. Nhưng mà trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem ở trong cái phiên bản mới này nó sẽ có những cái điều gì để cho anh em trải nghiệm. Hiện tại cua đang bán thẻ zin nhanh chậm chiết khấu từ 5-8%. Bán kim long, thu kim long, thu khí linh tất cả server. Up kim tôm, dịch vụ hoàn trả, dịch vụ chạy lên bài Yamin, dịch vụ treo ạc 24/24 và dịch vụ biêu ạc. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cua, Zalo Son Goku 0946 496 490, để biết thêm thông tin chi tiết nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng kéo xuống nha. Đầu tiên là sẽ có môn phái mới, thì môn phái mới xem kỹ năng chút xíu, cua sẽ cho anh em xem cái kỹ năng của nó. Có kỹ năng luôn rồi anh em. Sẽ là vũ khí kiếm bao tay, khi kiếm là ngoại công và bao tay là nội công nha. Rồi tiếp theo là sẽ có, đầu tiên đó chính là hệ thống trang bị đồng hành. Cái hệ thống trang bị đồng hành này là cái gì thì khi mà nó ra mắt chính thức chúng ta mới trải nghiệm được. Xương xương là anh em sẽ có thể mang đồ cho mấy con đồng hành của chúng ta đó anh em. Rồi tiếp theo là cái cửa hàng ngoại trang, thú cưỡi, vũ khí, bối sức. Anh em sẽ có được nhiều con thú cưỡi. Và hiện tại thì anh em thấy là những con thú cưỡi này thì cô thấy có con thỏ này nhìn mới thôi, chứ những cái con còn lại cô thấy là nó là những con cũ đúng không? Không biết là ở trong cái phiên bản mới thì có những cái con mới gì hay không, chứ mà có thể là sẽ có những cái ngoại trang mới, chứ thú cưỡi thì cô thấy là thú cưỡi hiện tại là thấy nó cũng y chang như vậy thôi. Rồi tiếp theo là cái hệ thống hiệp lữ. Game nào cũng vậy anh em, cũng phải có kết duyên, cũng phải có đám cưới đúng không? Nên là chúng ta có được một cái tính năng mới, đó chính là hiệp lữ. Rồi tiếp theo nữa đó chính là công thành chiến liên server. Anh em cũng biết là game của chúng ta các hoạt động ban hội như là đánh boss, là ban hội khiêu chiến, võ lâm cao thủ, tranh đoạt tần thi hoàng, tranh đoạt lãnh thổ. Rồi có bữa thứ sáu thì có thêm thiết phù thành đúng không? Đó, rồi bây giờ ra thêm nữa công thành chiến liên server nữa. Một cái mà giúp cho anh em trong server hoặc là ban của anh em sẽ có thể cọ sát với những ban khác ở trong server, cũng như những ban khác ở ngoài server, để giúp cho chúng ta có thể có nhiều hoạt động để chúng ta trải nghiệm game hơn. Và với lại là anh em đi liên server chắc chắn sẽ có rất là nhiều lợi tức luôn. Đây, kỹ năng môn phái 90. Trước giờ chúng ta chỉ có 80 cấp là có kỹ năng 80, là ý là chúng ta sẽ chỉ có khoảng tầm đâu đó mười mấy kỹ năng thôi. 1 2 3 4 5 kỹ năng chủ động, tính luôn đến thường đúng không? Kỹ năng 30, kỹ năng 40, kỹ năng 50, kỹ năng 60, kỹ năng 70, kỹ năng 80, là thêm 6 kỹ năng bị động nữa. 6 với 5 là 11 kỹ năng. 11 kỹ năng thì anh em thấy là chúng ta chỉ tăng đâu đó trong vòng 11 kỹ năng đó. Nhưng mà ở trong cái phiên bản mới của chúng ta sẽ có kỹ năng cấp 90. Kỹ năng cấp 90 này nó sẽ giúp cho một vài môn phái sẽ có được chỗ đứng rất là dữ dội. Đặc biệt là những môn phái nào, anh em hãy comment phía bên dưới nha. Thì hôm qua cô có làm phía một video nói về kỹ năng 90 của các môn phái, và nó bị thiếu nhẹ nhẹ về môn phái võ đan. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem về môn phái võ đan nó cho cái gì nha. Đây là những cái hình ảnh của chiêu 90 của môn phái võ đan. Là võ đan khí của chúng ta thì anh em có thể nhìn thấy là chân vũ thức tiệt. Nó sẽ có kích hoạt khi mà chúng ta bị đánh trúng, khi bị trúng đòn.
tỷ lệ 100% kích hoạt rút ngắn thời gian của chiêu thần dương vô cực là cái chiêu cái thuận của chúng ta. Rồi cứ mỗi 5 giây chúng ta sẽ được tăng 800 điểm sát thương nội, duy trì 5 giây. Ồ, vậy là lưu lúc nào chúng ta cũng có 3 đồng đội của chúng ta tăng được sát thương nội luôn. Vậy là cái con võ đăng khí của chúng ta nó sẽ rất là trâu. Phải nói là như vậy luôn anh em, cứ bị đánh trúng giảm 1.5 giây của cái chiêu búp thuẫn. Ngon á anh em, ngon lành. Còn võ đăng kiếm thì nó sẽ có là mỗi điểm thân pháp sẽ gây ra tấn công. Mỗi điểm thân pháp sẽ tăng tấn công. Ghê à. Ghê à ta. Bình thường là nếu như chúng ta chơi game, chúng ta toàn là tăng full sức mạnh đối với võ đăng kiếm đúng không? Dư điểm tăng thể chất. Bây giờ là nó ra mỗi điểm thân pháp tăng tấn công. Vậy là nhiều anh em sẽ chuyển hướng là sẽ tăng thân pháp nhiều đúng không? Cái này nó hên xui nha anh em. Hiện tại thì nó thay đổi như vậy thì thật sự là cô cũng không biết nói sao cho một phái võ đăng kiếm. Thì có thể là cái chỉ số thân pháp của chúng ta sẽ có đấy, nhưng mà có tăng cái điểm tiềm năng hay không, hiện tại thì cua thấy là tăng full sức mạnh dư điểm tăng cái thể chất thì nó sẽ ok hơn. Còn cái việc thân pháp thì có thể là nó sẽ giúp cho chúng ta tăng thêm tấn công, chúng ta có thêm một miếng tấn công nữa cho môn phái võ đăng kiếm. Cái chiêu 90 này thì thật sự thì mình chưa biết là nó có thật sự có tác dụng nhiều đối với võ đăng kiếm hay không. Võ đăng kiếm thì tuy là một môn phái có khả năng gây ra được một cái lượng đam lớn bởi cái chiêu số 4 và khả năng kết thúc người chơi bởi chiêu số 1, nhưng mà đòi hỏi anh em phải khống chế đối phương lại, đồng thời chúng ta sẽ khó khống chế đối phương cực kỳ luôn. Và bây giờ là tăng thêm một miếng đam nữa thì củng cố hơn cái việc mà cho môn phái võ đăng kiếm có thể kết thúc người chơi nó tốt hơn. Nhưng mà cái này thì cô nghĩ là nó cũng không có quá vượt trội dành cho môn phái võ đăng kiếm so với các môn phái khác, nhưng mà cũng không sao. Chúng ta vẫn chưa có ra mắt phiên bản mà đúng không? Trong lúc làm video này thì để xem khi mà ra mắt phiên bản mới võ đăng kiếm có thật sự là nó quay trở lại hay không. Chúng ta phải đợi thôi anh em. Và chúng ta sẽ cùng xem cái phiên bản mới của chúng ta sẽ có cái gì mới nữa. Hoạt động liên server Hãng Hải Mật Thành. Một cái hoạt động này, thêm một hoạt động boss nữa hay sao anh em? Liên server nữa đây. Và đó là những cái tính năng đặc sắc dành cho môn phái dành cho cái ở cái phiên bản mới của chúng ta. Thì chúng ta sẽ có cái gì mình nhắc lại nè. Chúng ta sẽ có là hệ thống trang bị đồng hành, có được cái cửa hàng ngoại trang, có được cái đám cưới, có được cái công thành chiến liên server, có được kỹ năng môn phái cấp 90, rồi có được một cái hoạt động liên server đánh boss. À, kiểu vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kỹ năng của môn phái tiêu dao. Cũng đã hé lộ rồi anh em. Tiêu dao kiếm là hệ ngoại công nha. Kỹ năng chủ động đây. Kiếm pháp tiêu dao phái phát ra nhiều luồng kiếm khí tấn công kẻ địch trên đường thẳng. Này nó giống như là của con đoàn thị kiếm nha anh em. Đẩy theo đường thẳng. Rồi sơ hoa dẫn. Chiêu này chiêu khả năng chiêu chủ động 1. Không, chiêu chủ động 2 anh em. Chiêu chủ động 2. Trận pháp tiêu gia phái tăng lực tấn công của bản thân và phe ta, đồng thời tăng năng lực chiến đấu của bản thân theo số người phe ta trong trận. Số người phe ta trong trận à, vậy là quăng cái dòng đó, nhiều người phe ta trong trận thì cái môn phái tiêu giao nó sẽ tăng lực tấn công nữa. Ồ ghê hả. Rồi đan phượng dẫn, trận pháp tiêu giao khiến sát thương phải chịu của kẻ địch trong khu vực tăng và giảm tỷ lệ hồi sinh lực. Sát thương phải chịu của cái địch trong khu vực khi mà quăng cái lồng á, quăng cái chiêu phượng hoàng này ra, sát thương phải chịu của cái địch sẽ chịu thêm rất là nhiều và giảm tỷ lệ hồi sinh lực của đối phương luôn, đồng thời sẽ tăng phòng thủ của bản thân theo số lượng kẻ địch trong trận. Rồi à. Rồi kiếm chủng dẫn, tuyệt kỹ tiêu giao phái thi triển kiếm khí phạm vi lớn gây sát thương liên tục cho kẻ địch trong khu vực. Kẻ địch bị chúng sẽ gây sát thương thêm 2 mục tiêu nữa. Khi thi triển sẽ tăng sát thương chí mạng cho bản thân. Đù, ác nha. Và cái chiêu đánh thường. Không, cái chiêu này là chiêu chủ động. Chiêu này là chiêu chủ động 1 anh em. Kiếm pháp tiêu nhà phái liên tục
phát ra hai luồng kiếm khí tấn công vào cái địch trên đường thẳng. À, cái này là phải không? Cái đó là đúng rồi anh em. Này là chiêu đánh thường nè, đúng không? Rồi cái này là cái chiêu chủ động một rồi đúng không? Thấy là cái này chiêu đánh thường. Chắc cái này là chiêu đánh thường hả? Đúng không anh em? Khả năng cái này chiêu đánh thường rồi đúng không? À đúng rồi anh em ơi, vậy là cái chiêu đầu tiên của mình coi là cái chiêu chủ động 1 á anh em. Chiêu đánh thường là cái chiêu này đây. Anh em có thể nhìn thấy chiêu đánh thường đây, thấy không? Đây là chiêu đánh thường. Còn cái chiêu này nó là cái chiêu chủ động. Chủ động 1. À ok ok. Rồi chiêu bị động nè. Chiêu bị động coi có cái gì. Khinh công tiên gia phái tăng di chuyển và kháng thời gian bị thương. Rồi nội công tiêu giao phái tăng năng lực chiến đấu của bản thân, khi sinh lực giảm 50 sẽ tăng năng lực phòng thủ. Vậy là máu giảm 50% sẽ tăng được cái thu nhỏ sát thương, khả năng là vậy. Rồi kỹ năng bị động tiếp theo, kiếm pháp tiêu giao sát sức tạo hiệu quả tấn công, đồng thời cường hóa bộ quan né tránh và sát thương chí mạng. Cái này 60, cái này 70 đúng không, cái này 80 đây. Nội công của tiêu giao phái tăng hỏa công và kháng phản đòn của bản thân, tăng số tầng cộng dồn mang đầu của trận pháp. Chiêu 90 là tăng kiếm chủng dẫn, bỏ qua né tránh, đánh chúng có sát xuất thi triển kiếm chủng dẫn nữa. Rồi qua con tiêu giao nội nè, bộ chiêu nó nhìn thật sự là cái bộ chiêu của con tiêu giao là nhìn mấy cái icon chiêu thôi thấy rất là đẹp ha. Nội công tiêu giao phái này chủ động 1 nè, phất tay áo và dùng nội công điểm huyệt. À giống như là của Nhất Dương Chỉ á anh em, Nhất Dương Chỉ của Đoàn Thị Chỉ đúng không? Rồi chúng ta có sát xuất kéo về và định thân cái địch luôn. Rồi kéo về luôn, gọi cái này nó còn hơn Nhất Dương Chỉ nữa đúng không? Phất gần cái chỉ vào đối phương kéo về. Rồi à, rồi bạch nhật xâm thần trưởng pháp tiêu giao tấn công đối thủ trong phạm vi nhỏ. Chiêu thứ nhất kết thúc có thể kích hoạt chiêu thứ hai. Ghê à. Rồi sinh tử phù, ám khí độc môn tiêu giao phái gây nội thương cho kẻ địch trong phạm vi lớn và giảm kháng hiệu quả bất lợi của kẻ địch trong thời gian, có sát xuất gây tê liệt kẻ địch luôn. Rồi cái chiêu này chiêu 4 đúng không? Thì kể tăng tốc độ cho bản thân trong một khoảng thời gian, đồng thời tự động tấn công kẻ địch xung quanh, sát thương gây ra sẽ hồi sinh lực theo tỷ lệ. Ủa vậy chiêu gây đam là chiêu nào? Vẫn chưa hiểu luôn anh em. Hay là chiêu đánh thường nè. Rồi coi chiêu chủ khi chiêu bị động 3x, chiêu bị động 4x. 4x nó cũng tựa 3x thôi. Này 5x. Sinh lực giảm 30%. Sẽ tấn công và có sát xuất hỗn loạn địch xung quanh bản thân, sát thương gây ra chuyển thành hồi sinh lực luôn. Rồi tiếp tục là chiêu 80. Chiêu 70 bị mất rồi, này chiêu 80 nè. Nội công tiêu giao phái tăng hỏa công và kháng phản đòn bản thân một khoảng thời gian. Rồi tiếp tục là cái chiêu dưới đây, khả năng là cái chiêu này chiêu 90 đúng không? Tuyệt học tiêu giao phái cường hóa thiên tầm của quyến và sinh tử phục. À, nó chỉ cho mình biết nhiêu đây thôi anh em, nhưng mà ok thì cho biết nhiêu đây thì cô chia sẻ cho anh em bao nhiêu đó. Thì bây giờ thì chúng ta phải đợi phiên bản mới coi như thế nào, và mình rất là hy vọng môn phái tiêu giao của chúng ta không làm thất vọng cộng đồng của chúng ta. Tại vì môn phái tiêu giao thì hiện tại tiêu giao là một môn phái hàng hỏa. Môn phái hàng hỏa thì anh em cũng biết là hiện tại là có con cái ban bổng với lại con thiên nhẫn kích, hai môn phái có thể chơi được. Ơi cái băng rồng nữa đúng không, với lại chiêu 90 của mấy môn phái đó cũng ngon nữa. Tiêu giao của chúng ta không biết là có thể mạnh để cho có thể được lựa chọn ở trong cái thế giới kiếm thế của chúng ta hay không, chúng ta phải đợi đến cái phiên bản mới sẽ xuất hiện, chuẩn bị xuất hiện rồi đó anh em, còn vài tiếng nữa thôi sẽ xuất hiện để cho chúng ta trải nghiệm nha. Và theo như anh em, cái bộ kỹ năng của môn phái tiêu giao anh em đánh giá xem như thế nào, tiêu giao kiếm hay tiêu giao trưởng, môn phái nào sẽ được lựa chọn nhiều đây? Và đừng quên hiện tại cô đang làm dịch
rượu treo ạt, biêu ạt, nạp chiếc khấu, dinh nhanh, dinh chậm, nạp kiếm tôm, úp quan trả. Lưu ý là những anh em nạp quan trả sẽ được mua kim long giá ưu đại so với server, nên anh em có nhu cầu có thể nhắn tin vào Zalo Sengoku 0946496490 để biết thêm thông tin chi tiết. Oh yeah. Và nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nhỏ nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình. Thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.